cảnh nó cũng như vậy. Nó rước dâu về rồi. Thôi mày có kỹ dàn giả dàn thiệt hả mày? Không hiểu mà. Có hiểu mà đàng hoàng nha. Chơi quậy hoài tao. Ê coi để nghiêng nghe cái chiếc để nghiêng nghe. Để nghiêng không phải giả thiệt đó nha. Đây cả đó là của ông ta mà phải không? Ờ hết chưa thì hết đã chồng còn có mang cho chồng. Có mang cái gì? Chàng ơi. Mới tới. Mày tới nhớ nhau bà với bọn ai không nhớ không? Mai có ai nữa không ta? Không. Chứ là ta rồi chú lễ là chú lễ đi cô dâu đưa đi cô dâu đưa cô dâu đưa. đang tặng quà cho cô dâu chú rể. Lâu chẹt được. Lấy cái bao á, lấy cái bao hồng đó đưa đi vậy. Ừ, hộp không rồi. Rồi, cái cầm hai cái hộp đưa đi. Lục lợi. Lục cho làm quà tao đi cho tiền đi. Lục vàng đó rồi. Dạ rồi. Lục vàng đó 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 rồi. Ê sao mà đứa còn đứa không đưa vô đứa sáng vô đứa sáng lại chụp mày châu à châu chị vậy nhẹ khoan đi nghe khoan đi nghe lộn rồi sửa chút khẩu ừ rồi nữa không ai nữa không bà con chú rể cái mà phải lấy hả?
bánh nhà chú rể làm ha. Nhưng cái hiệu các bạn hiệu tên gì đây? Chado Pi đó, quý vị thấy không? Chào như có cái địa chỉ nữa. Chado Pi. Ừ. 97 Lê Lợi, khóm Châu Long 2, Châu Đốc, An Giang. Nhìn thấy cũng khá là hấp dẫn ha. Trong Chocobi ha.